đi chụp hình, cái tự nhiên có một cái anh chủ studio nha, người Brazil đẹp trai kinh khủng luôn. Cái xong tình cờ mấy bữa đó anh đó rủ Minh Tú đi ăn tối. Cái 9 giờ cái anh đã chở Minh Tú về. Cái người bảo hộ cho Minh Tú tại New York á, là phải là bạn trai của Minh Tú, cho nên nó biết cái nhà địa chỉ Minh Tú ở. Thì bữa đó tự nhiên ông nội á, tự nhiên cái bay qua bên Mỹ mà không có nói, kiểu muốn làm surprise á, hiểu không? Ai về tao surprise nó lại luôn. Nó đang đứng, nó thấy Minh Tú đang đi từ xuống xe của một người khác. Vui không? Và đã Minh Tú đã nói kết thúc một khoảng thời gian dài rồi, nhưng mà tại vì người ta thì ok, làm bạn hay làm bạn thôi, sao giờ gặp nhau cái hỏi như hỏi cung vậy đó, hỏi cái người kia là ai vậy. Cái xong rồi nói là bạn mới quen, cái xong rồi mấy bữa sau nó kêu mẹ Minh Tú về luôn.